Dạ, em chào tất cả anh em nha. Em là Hiếu, hiện đang công tác tại Hyundai Gia Định. Cảm ơn tất cả anh em đã quay trở lại với kênh bán xe của em. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu xe, em sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe, đó là Hyundai Elantra phiên bản 2.0. Dạ, đây là phiên bản máy 2.0 hoàn toàn mới. Bản này á có mức giá niêm yết là 729 triệu đồng. Ồ, anh em có thấy không? Mâm rất là đẹp nè. Đó, đường gân cắt xẻ rất là đẹp nha. Thì phiên bản bên này hiện tại đang có sẵn xe tại showroom em, xe mới vừa về, còn chưa tháo keo ni lông luôn nè. Em mới xin anh BDI cho quay một chút xíu cho anh em coi. Đó, thì ghế này là ghế chính điện nha anh em. Trên phiên bản này ghế xe chính điện. Thì em sẽ quay không quá chi tiết về xe, vì tất cả các tham khảo chi tiết đã có trên mạng rồi, thì em quay sơ màu trắng này cho anh em coi dễ hiểu nha. Đó, thì thứ nhất về đầu đèn, xe sở hữu là đèn full led với ba bóng led nè. Đó, dĩ dummy led luôn. Ban đêm anh em bật lên rất là đẹp. Đây là giả thôi nha anh em, còn đây là thiệt nè, dĩ dummy led này là thiệt. Đèn gầm thì đã bỏ đi rồi, anh em muốn độ mình độ thêm bi gầm ở đây, anh em xin hỏi độ rất là đẹp. Tiếp theo đến trên phiên bản cao cấp này, chúng ta sẽ có là bốn cảm biến ở phía đầu trước luôn nha. Đó, khi mà có xe máy tạt đầu hay áp sát, cảm biến này sẽ tự động mà báo lên trong phần ở trong khoang máy, trong khoang xe, anh em sẽ nghe rõ nha. Tiếp theo đến nữa là phần cản dưới zin của xe nè, trông rất là thể thao và ngầu. Rồi, đó, một bảng cản dưới rất đẹp. Cùng với đó là lưới tản nhiệt được mở rộng sang hai bên. Lưới tản nhiệt được mở rộng sang hai bên và các nước lớn ở phía trong, anh em có thể thấy. Xe chưa rửa nha anh em, anh em thông cảm, mới vừa về showroom. Em xin quay một chút xíu, hơi bụi một chút nha. Nắp capo thì rất là gân guốc, anh em có thấy không? Đó, nắp capo rất là gân guốc nè. Xe rất là đẹp, mới vừa về. Thì xe này là lắp ráp trong nước nha anh em. Em nhấn mạnh anh em nghe là xe này là lắp ráp trong nước, được hưởng thuế trước bạ 100%. Sẽ được giảm nha, thuế trước bạ 50% nha anh em. Em xin lỗi, em nói là đang được hưởng thuế trước bạ 50% cộng với chương trình khuyến mãi ở công ty em nữa. Thành ra xe này đang hưởng lên đến là 100% thuế trước bạ, đang rất là ưu đãi. Anh em cứ mạnh dạn lên showroom hoặc là nhắn tin các bạn Zalo em sẽ quay chi tiết hơn nữa. Anh em phần nào mà chưa thấy rõ, quay em sẽ quay cho anh em xem chi tiết hơn nữa. Đằng sau có bệ tỳ tay, cửa gió điều hòa đầy đủ hết nha. Đây, bệ tỳ tay đây, có cửa gió điều hòa sẵn luôn nha anh em, rất là mát mẻ nè. Ghế là ghế da cao cấp, có lỗ thoát hơi, thông hơi. Khi anh em để xe ngoài nắng thì không có bị hầm nhiệt nhiều lắm nha. Đây là da cách nhiệt, rất là tốt. Với khối động cơ 2.0 thì anh em có thể thấy mức tiêu hao nhiên liệu của xe này rất là đáng kinh ngạc. Nếu như mình đi kết hợp là 7 lít trong đô thị hay kẹt một xíu á là 10 lít, nhưng mà khi ngoài đô thị chỉ 5,36 lít, giống như là anh em về quê, về tỉnh xa thì có thể thấp hơn nữa. Anten đuôi kết hợp vây cá luôn nè, rất là thể thao. Gương thì đây cũng cắt xẻ, định vị cũng led chạy trên đây nha, rất là đẹp nha anh em. Số khung cực kỳ đẹp, cho anh em nào chốt sớm 003079, quá đẹp luôn. Anh em nhanh tay chốt sớm, đây là một con xe duy nhất vừa về showroom em, số khung quá đẹp 079. Em sẽ quay sơ. Thì về kích thước mâm, mâm xe sở hữu kích thước mâm là 225 sẹt 45 R17. Mâm này 17 inch nha anh em. Đa chấu giống như hình phi tiêu, anh em có thể thấy. Vỏ là cu hô nha anh em, rất là xịn nha. Vỏ này nhập trực tiếp từ Indonesia, lắp ráp trong nước nhưng mà nhập trực tiếp từ Indonesia nha. Rất là chám bám đường và chống trơn trượt nè. Rồi, còn về phần đuôi, anh em có thể thấy ký hiệu trên chiếc xe này là để 2.0, thì anh em cũng dễ dàng được phân biệt xe. Rồi với cụm đèn hậu phía sau, đèn full led chảy dày xe hai bên. Đó, quá đẹp luôn nha anh em.
để em coi xe này có bình chưa, để mở đèn lên cho anh em xem. À, xe này có bình em. Ờ, nhưng mà không có chìa khóa anh em ơi, anh em thông cảm, xe này không có chìa khóa. À, nhưng mà mở đèn được. Nhìn đây. Đó, quá đẹp luôn nè, đèn đuôi hậu nè, thiết kế rất là đẹp luôn nha. Đó, anh em thấy không, rất là đẹp. Cảm biến dê đầy đủ, có đèn đổi biển số nữa nè. Cốp xe thì bao nem bao rộng luôn. Đây, đây. Bao rộng luôn nha. Bánh xe cua thì mình sẽ để ở dưới đây. Đó, một con xe quá tuyệt vời, quá thể thao. Đóng rất là nhẹ nha anh em. Để em tắt, để hết bình rồi. Rồi. Thì ghế chính điện, ghế chính điện này 10 hướng nha, đầy đủ hết. Em sẽ quay cho anh em xem. Ghế chính điện nè, màn hình giải trí lớn nha anh em. Có 3 chế độ lái. Cái này là camera gear, còn đây là cảnh báo, tắt cảnh báo nè, phanh tay điện tử, auto hold. Điều hòa là tự động. Sấy ghế, sửa ghế đầy đủ, lấy gió trong, gió ngoài. Đó, đầy đủ hết nha. Đây là gương chống chói tự động, còn phía trên đây á, là camera đó nè. Phần camera, phần cảm biến để nhận diện các xe trước. Anh em có thể thấy vô lăng rất là thể thao nè. Quá tuyệt vời luôn, vô lăng thể thao. 4 chấu. Có cả roll control ở đây. Trên xe này không thể thiếu gạt mưa tự động và điều hòa tự động nha anh em. Đầy đủ hết, auto hết nè. Anh em có thể thấy chiếc auto. Và bên đây là đèn auto. Lo nghe rất là hay anh em. Lo 8 loa nha. 8 loa thường thôi nhưng mà nghe rất là hay. Ghế thì chính điện 10 hướng cho tùy anh em sử dụng thôi. Bơm hơi, bơm ghế lưng, ngã ra, tiến lên. Đầy đủ hết. Còn về người ngồi bên đây thì cũng rất là rộng rãi. Ghế vẫn trang bị vậy nha. Full option. Anh em có thể thấy cái chi tiết mạ chrome nè. Rất là chắc chắn nha. Tab Pro rất là đẹp, không thô chút nào, rất là sang trọng. Rồi. Để em mở máy cho. Mở động cơ cho anh em xem. Dạ đây. Đây là phần động cơ nha anh em. DHC 16 van, Smart Trim nha. Đây là máy động cơ thế hệ mới nhất. Đó, cho anh em xem. Hyundai thì khuyến cáo dùng nhất hãng anh em, Cell 2 lít nè. Và có các cảnh báo hướng dẫn đầy đủ hết. Động cơ rất là to nha, đặt giữa đây. Đóng rất là chắc chắn. Em sẽ đóng mở cửa cho anh em xem nè. Nghe rất là hay nha. Sẽ lắp ráp thôi. Đó. Đóng cách âm rất là tốt nha. Ở đây có phần này ra nữa nhưng mà em chưa tháo nè. Đó, còn siêu của xe luôn. Dạ, anh em mua thì nếu như mà anh em mua thì nếu như kêu em để lại ni lông thì em sẽ để hết cho anh em tự lên bóc siêu. Đó. Đặc biệt số khung đây, quá đẹp luôn, 003079, số khung quá đẹp. Anh em nhanh tay chốt con này là bạn sẽ lên nha, mảng kim. Hoặc là anh em nào thích màu trắng, rất là đẹp. Em nhìn mà mê mà, em rất là mê màu trắng. Có tiền em cũng sẽ lượm con này, xe quá đẹp, mâm mà. Thì hiện tại giá xe này á, là 729 triệu đồng. Với nhà nước thì được giảm 50% thuế trước bạ. Với công ty thì được giảm vài chục triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị khuyến mãi lên đến là 100% thuế trước bạ. Cộng với đó là em sẽ tặng gói combo phụ kiện chính hãng cho anh em lên tới 15 món. Ví dụ như là phim cách nhiệt, lót sàn 5D đã cao cấp, phủ gầm, phủ ceramic, camera hành trình chính hãng, cực kỳ là ưu đãi. Cùng với đó là đầy đủ hết. Màu trắng này nè, em sẽ tặng gói phủ ceramic cho anh em, sẽ bảo vệ lớp sơn lâu hơn và đi trời mưa nó sẽ bảo vệ, nó sẽ không bị ố màu trắng của mình nha. Đó, trước khi giao xe bên em là đánh bát rồi, nhưng mà muốn kỹ hơn nữa em sẽ tặng cho anh chị gói phủ
ceramic cực kỳ là chính hãng, lên đến 10 triệu đồng nha, rất là giá trị nha anh em. Đó thì showroom em là Hyundai Gia Định với hai chi nhánh, một là ở Phạm Văn Đồng Gò Vấp, hai là ở quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em muốn biết rõ em sẽ để địa chỉ trên màn hình, cùng với đó là số điện thoại em là 0931149304. Anh chị đến trực tiếp Hyundai Gia Định số 9496 Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6, kho xe em ở đây. Mọi người sẽ lên xe trực tiếp nha, hoặc kết bạn qua số Zalo của em. Em sẽ gửi báo giá chi tiết, hình ảnh xe, hoặc là anh chị muốn em quay xe lúc khúc nào á thì em sẽ quay khúc đó cho anh chị xem. Dạ rồi, em chân thành cảm ơn mọi người đã xem. Nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh để em có động lực làm thêm nhiều lắm nữa. Dạ rồi, em xin chân thành cảm ơn.